Thưa quý vị khán giả, chặng 8 và cũng là chặng cuối của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 đã được diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 9. Chặng cuối có lộ trình vòng quanh tỉnh Quảng Nam với chiều dài là 179 km và không nằm ngoài dự tính thì sau những cuộc đua tranh kịch tính, chiếc áo vàng chung cuộc đã thuộc về tay đua lừng danh Luis de Ríos. Chặng đua bắt đầu với rất nhiều toan tính về chiến thuật giữa các đội đua, khiến đoàn đua đi cùng nhau một tốp đông trong suốt 40 km trước khi một nhóm các tay đua quyết định bứt lên. Tuy nhiên, những tay đua xuất sắc nhất vẫn nằm ở top 2. Thậm chí có lúc, khoảng cách giữa hai tốp đã lên tới hơn 5 phút. Ở chặng đua này, Javier Perez thi đấu cầm chừng và bám sát với những đối thủ đang cạnh tranh với mình ở danh hiệu áo chấm đỏ. Kết quả, dù không cán đích ở đỉnh đèo Le, nhưng với lợi thế lớn sau chặng hôm qua, Javier Perez chính thức bảo vệ thành công tấm áo đỏ tại VTV Cup Tôn Hoa Sen. Mọi chuyện diễn ra càng lúc càng hấp dẫn ở những km cuối cùng. Khoảng cách liên tục được rút ngắn và tới khi cách đích 10 km, top 1 đã bị top 2 bắt kịp và cùng kéo nhau về đích. Kết quả, tay đua về nhất ở chặng 8 là Jordan Para của Bylife Đồng Nai. Kết quả này cũng đủ giúp anh vượt qua Im Jason để giành áo xanh chung cuộc. Trong khi đó, Luis de Ríos cũng bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc khi về trong nhóm đầu. Áo trắng cũng không đổi chủ và thuộc về Quang Văn Cường. Sau khi chặng 8 kết thúc thì vào chiều cùng ngày, buổi lễ gala trao giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 cũng đã được diễn ra, khép lại một tuần tranh tài đầy sôi nổi và hấp dẫn của các đội đua. Thông tin này cũng sẽ khép lại cho bản tin Sức Sống Thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị khán giả có thể truy cập vào địa chỉ website thetao.vtv.vn để theo dõi lại bản tin và cập nhật những thông tin thể thao Việt Nam đáng chú ý nhất. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Khép lại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 là một chương trình gala hoành tráng, xứng đáng với tầm vóc của một trong những giải đua xe lớn nhất tại Việt Nam. Gala năm nay đã tổng kết lại hơn một tuần tranh tài gay cấn và hấp dẫn bằng sự vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất đến dự và trao giải cho các tay đua có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam ông Trần Bình Minh và các đại diện từ các đơn vị đồng hành xuyên suốt chặng đường của giải đua xe đạp VTV Cup năm nay. Tại buổi gala, chiếc áo vàng cũng đã được trao cho Loic de Siriac của đội Bylife Đồng Nai. Bên cạnh đó, đôi đua này cũng giành luôn danh hiệu số 1 nội dung đồng đội. Ngoài ra, những cá nhân xuất sắc như áo xanh tay đua Jordan Para từ đội Bylife Đồng Nai hay áo chấm đỏ cho tay đua leo núi xuất sắc nhất Javier Perez của đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được trao. Buổi lễ cũng chính thức khép lại giải VTV Cup Tôn Hoa Sen lần thứ tư thành công tốt đẹp với nhiều ấn tượng cả về chuyên môn lẫn khâu tổ chức. Ban tổ chức xin